biết tại sao lại không mở mắt thức được, cố gắng giặt ngừ hay cố gắng mở miệng la làng la la nhưng mà không thể nào lên tiếng được luôn. Ly kỳ, cô gái kể chuyện đi xe khách bị vong đe, ám ảnh không dám chợp mắt. Câu chuyện được cô gái chia sẻ đã thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Theo đó, cô gái này 34 tuổi nhưng lần đầu tiên đi trên một chiếc xe kinh hãi như vậy. Khi đang đi trên xe di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về lại nhà ở An Giang, cô gái ngủ li bì như có người đè. Mặc dù trước đó đi xe, cô không bao giờ buồn ngủ và cũng chưa từng ngủ say như chết giống lần này. Đáng sợ hơn, trong cơn ám ảnh, người này còn thấy hình bóng một người đàn ông khá già cứ khều dưới chân mình và kêu gào yêu cầu cô thức dậy. Là lên xe bắt đầu nằm ngủ li bì luôn mọi người. Nằm ngủ như có người đè vậy đó mọi người. Mà em nhìn xuống cái chân của em có cái ông đó đó. Ông già lắm, ông cứ khều khều em mà cũng như là muốn kêu em thức dậy vậy đó. Nhưng mà em không thức được. Không biết tại sao lại không mở mắt thức được, cố gắng giặt ngừ hay cố gắng mở miệng la làng la la nhưng mà không thể nào lên tiếng được luôn. Khi xe dừng trạm, lơ xe và tài xế bật đèn lên thì cô gái mới cố gắng bật dậy nhưng hoang mang không dám ngủ lại. Gọi cho người quen đã giới thiệu chiếc xe này và kể lại cảm giác như bị vong đè. Người quen của cô gái nói rằng xe này không có biến gì nhưng một số xe khác cùng hãng thì khá nguy hiểm vì đã đoạt mạng tận 2 người vì tai nạn giao thông. Dù vậy cô gái vẫn cảm thấy bất an, liền hỏi người đi cùng thì nhận lại được câu trả lời là họ cũng gặp cảnh tượng y chang như vậy. Thì em hỏi bà chị nói em bị ma đè thấy ghê quá, sân sợ quá, nói hồi nãy chị cũng bị ma đè nữa em mà chị không dám kể, đã thấy bắt tài còn chạy với một khúc nữa mới tới bến. Trời ơi, nãy chị bị đè nó khều cái da dai chị hoài đó mà chị muốn thức dậy mà chị thức rất được. Trời ơi, em nghe mẹ muốn xèo ngang luôn. Câu chuyện tâm linh nhờ vậy càng có cơ sở. Nhiều người cũng cho rằng trên các xe khách chạy đường dài thường có vong ma luẩn quẩn. Còn bạn có tin câu chuyện vong đè trong video là có thật hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới cho Tin Việt Độc Lạ biết với nhé.